Thế kỷ 20 là thế kỷ của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhiều nước trên thế giới. Trong dòng thác nhân loại bị áp bức đứng lên chống đế quốc giành quyền độc lập, Việt Nam nổi lên là ngọn cờ đầu với những chiến công đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Đường Trường Chinh nửa thế kỷ chiến đấu giành độc lập tự do thấm bao xương máu đồng bào chiến sĩ và ghi nhớ bao công lao của các thế hệ từng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, trong đó có người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Là một trí thức sớm đi theo đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp là người được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ngọn nguồn của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ đứng trước kẻ thù xâm lược với đội quân nhà Nghề đông gấp vạn lần, vũ khí hiện đại. Vậy mà tin vào thắng lợi tất yếu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh và sức mạnh quật khởi của dân tộc, đội Việt Nam giải phóng quân đã thề đánh thắng giặc để giành lại độc lập tự do. Niềm tin ấy thành sự thật, càng đánh quân đội ta càng lớn mạnh, càng trưởng thành. Vì tổng chỉ huy của đội quân trăm trận trăm thắng, lần lượt chôn vùi cơ mưu của biết bao danh tướng của cả Pháp lẫn Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành người chỉ huy tiêu biểu của quân đội ta suốt nửa thế kỷ chiến đấu. Tên tuổi của Đại tướng vang theo những chiến công hiển hách của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến, không chỉ được nhân dân nhiều nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc hô vang Việt Nam, Hồ Chí Minh, Giáp, mà được ghi trong nhiều trang sách. Từ điển Bách Khoa nước Anh mới xuất bản có chuyên mục giới thiệu Võ Nguyên Giáp, xếp ông vào hàng danh tướng kiệt xuất của mọi thời đại. Với cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta, vị Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp từ lâu vẫn là người anh cả thân thương của lực lượng vũ trang. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời trong bối cảnh thù trong giặc ngoài phức tạp. Là người đồng chí tin cậy của Hồ Chủ tịch, đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ Cách mạng lâm thời. Trong nội bộ đảng, đồng chí tiếp tục phụ trách công tác quân sự, trực tiếp nắm lực lượng vũ trang. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, giặc Pháp gây hấn ở Sài Gòn. Cả Nam Bộ đứng lên kháng chiến với vũ khí thô sơ và gậy tầm vong gót nhọn. Đồng chí thay mặt đảng và chính phủ chỉ đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, chỉ đạo việc tổ chức các đoàn quân Nam tiến sát cánh cùng quân và dân miền Nam chống giặc. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hiệp định sơ bộ Việt-Pháp được ký kết giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại diện chính phủ Pháp Saint-Denis. Để cứu vãn hòa bình, tranh thủ thời gian xây dựng và củng cố thêm lực lượng, ta đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc nhận sự đầu hàng của Nhật, tạo điều kiện để đẩy nhanh 18 vạn quân Tưởng về nước. Một cuộc đón tiếp hòa bình đã được tổ chức khi quân Pháp từ Hải Phòng tiến lên Hà Nội. Ông Võ Nguyên Giáp cùng tướng Leclerc, tổng chỉ huy quân diễn chinh Pháp ở Đông Dương, duyệt đơn vị danh dự của hai bên. Hiệp định sơ bộ ký chưa bao lâu thì Pháp đã lật lọng, gây hấn, khiêu khích ở nhiều nơi. Ngay cả ở thủ đô Hà Nội, nhân dân ta phải chuẩn bị để sẵn sàng kháng chiến. Một bộ phận đồng bào được hướng dẫn tản cư về nông thôn. Ở thủ đô, các vật chướng ngại và chiến lũy được thiết lập trên nhiều đường phố. Không khí cực kỳ căng thẳng. Thay mặt đảng và chính phủ, ông ra lệnh cho toàn quân nhất tề đứng lên kháng chiến. Quân và dân thủ đô đã chiến đấu kiên cường, giữ vững từng ngôi nhà, từng khu phố. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đấy, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, thì nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, thủ đô và cả nước quyết tâm một mất một còn với giặc. Công nhân ra sức sản xuất vũ khí, nông dân vào du kích, kiên quyết bám trụ xóm làng, vừa chiến đấu vừa sản xuất. Trung ương đảng và chính phủ di chuyển lên Việt Bắc để lãnh đạo toàn dân kháng chiến lâu dài.
Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam, đồng chí Võ Nguyên Giáp chủ trương phát động và đẩy mạnh chiến tranh du kích ở các vùng địch tạm chiếm và mọi nơi giặc đến, đồng thời coi trọng việc tập dượt cho bộ đội từng bước tiến lên, tác chiến, tập trung. Kể từ trận ra quân đánh thắng cuộc hành quân của Pháp lên Việt Bắc ở sông Lô và Cao Bắc Lạng năm 1947, quân đội ta càng đánh càng mạnh, làm thay đổi cục diện cuộc chiến tranh, đẩy địch từ thế chủ động mở các cuộc hành quân đến bị động chống đỡ khắp nơi, đáp ứng yêu cầu của những chiến dịch lớn liên tiếp được mở ở Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, khu 5. Quân đội ta phát triển từ đại đội tập trung lên tiểu đoàn, trung đoàn. Từ năm 1950, ta lần lượt ra đời các đại đoàn chủ lực. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua mà bông lau vẫn nở trắng trên đèo và phất phơ trước gió, như vẫy gọi và nhắc nhở các thế hệ mai sau chớ lãng quên những chiến tích oai hùng của một thời trận mạc. Chúng tôi lên thăm Đồn To, vị trí kiên cố nhất trong cụm cứ điểm Đông Khê ngày trước, nơi sáng mãi tấm gương La Văn Cầu đã tự chặt cánh tay gãy của mình để tiếp tục xông lên giết giặc, nơi bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho trận thắng mở màn chiến dịch. Đoàn làm phim chúng tôi hiện đang đứng trên Đồn To thuộc cụm cứ điểm Đông Khê trong chiến dịch giải phóng biên giới thu đông năm 1950. Đây là chiến dịch duy nhất được vinh dự Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận để chỉ đạo chiến dịch. Lúc đầu ta định đột phá vào Cao Bằng, sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên trinh sát thực địa tại Cao Bằng, thấy rằng đánh Cao Bằng khó thành công, thương vong nhiều, do đó đã chủ trương chuyển hướng sang đánh Đông Khê. Thầy thì một chiến dịch quyết định là tôi lên đường trước để mà xem tình hình. Thì đi lên thì tôi đã đi lên và đi quan sát trực tiếp là chỗ Đông Khê và Cao Bằng, thì họp ban chỉ huy chiến dịch và các đồng chí chủ chốt cán bộ, tôi báo cáo tình hình. Tôi thấy là tình hình như thế này, muốn chắc thắng là ta nói chắc thắng là đánh Đông Khê chứ không đánh Cao Bằng. Bác quyết định là đánh Đông Khê. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chỉ huy chiến dịch, sáng 16 tháng 9, quân ta tiến công cụm cứ điểm Đông Khê do một tiểu đoàn Âu Phi chiếm đóng, cách thị xã Cao Bằng 45 km về phía nam. Địch dựa vào công sự vững chắc và địa hình hiểm trở, chống đỡ hết sức quyết liệt. Dưới sự yểm trợ của sơn pháo 75 ly, quân ta đánh chiếm từng món đá, từng lô cốt. Trận đánh kéo dài, nhưng cuối cùng địch phải đầu hàng. Thắng lợi của chiến dịch lớn đầu tiên của quân đội ta chỉ rõ, đại tướng không chỉ là một nhà chiến lược tài ba, mà còn là một người chỉ đạo và chỉ huy chiến dịch đầy bản lĩnh, sâu sát thực tế, đánh giá đúng chỗ mạnh, chỗ yếu của địch và ta để có quyết tâm đúng đắn. Đại tướng và Hồ Chủ tịch thường xuyên có mặt ở đài quan sát để chỉ đạo trận đánh mở màn chiến dịch. Trải qua chiến đấu rất quyết liệt, qua nhiều đợt xung phong, đến ngày 18 tháng 9 năm 50, ta mới tiêu diệt toàn bộ cụm cứ điểm này. Nhờ diệt được Đông Khê mà chúng ta buộc Cao Bằng bị cô lập và binh đoàn Sát Tông được lệnh rút bỏ Cao Bằng. Đồng thời, Pháp cho binh đoàn Lơ Pas từ Lạng Sơn theo đường số 4 lên đón quân viện quân Cao Bằng rút chạy. Quân ta đã phục kích, đánh vận động trên đường số 4, tiêu diệt toàn bộ hai binh đoàn Lơ Pas và Sát Tông, diệt hơn 8.000 quân Âu Phi tinh nhuệ và giải phóng được toàn tuyến biên giới từ Cao Bằng qua Đông Khê, Thất Khê về Na Sầm, Lạng Sơn cho đến Đình Lập. Biên giới được khai thông, căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc được nối liền một dải với hậu phương rộng lớn của phe xã hội chủ nghĩa, đưa cuộc kháng chiến của chúng ta chuyển lên một giai đoạn mới, giai đoạn phản công chiến lược, từ chiến dịch biên giới tiến lên chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Tiếp theo chiến dịch biên giới và các chiến dịch lớn ở Bắc Bộ, Thượng Lào do ông trực tiếp chỉ huy,
trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, ông lại một lần nữa thể hiện tài cầm quân xuất sắc, có quyết tâm sáng suốt, quả đoán ở thời điểm có tính chất quyết định. Sau khi Thường vụ Trung ương hạ quyết tâm tập trung phần lớn chủ lực ta để quyết chiến với địch ở Điện Biên Phủ, Quân ủy Trung ương do ông chủ trì đã dự kiến một kế hoạch chiến dịch dài ngày theo phương châm đánh dần từng bước, bắt đầu từ giữa tháng 2 năm 1954. Ngày 5 tháng Giêng năm 1954, ông lên đường ra trận, qua Tuyên Quang, Yên Bái, vượt bến Âu Lâu để tiến sâu vào Tây Bắc. Khi đến Tuần Giáo, được biết bộ phận đi trước để chuẩn bị chiến trường có ý định tranh thủ đánh sớm, đánh nhanh. Ông khẩn trương đi vào Thẩm Púa để hội ý với đảng ủy và bộ chỉ huy chiến dịch. Thẩm Púa, sở chỉ huy tiền phương đầu tiên của chiến dịch Điện Biên Phủ. Cánh đồng, bờ tre, con suối và cả chiếc cọn nước dường như những ngày xưa. Đất vẫn là đất ấy, đá vẫn là đá ấy, phả hơi lạnh buốt tận ruột gan trong những đêm đông. Chiều 12 tháng Giêng năm 1953, Tổng tư lệnh Mặt trận Điện Biên Phủ kiêm Bí thư Đảng ủy Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến sở chỉ huy ở hang Thẩm Púa này và triệu tập hội nghị cán bộ trung cao cấp để chuẩn bị chiến trường, đều nhất trí chọn phương án đánh nhanh, thắng nhanh. Vô luận tình hình như thế nào, chúng ta cũng cần nắm vững nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng. Anh nhắc lại lời dặn của Bác Hồ khi Bác giao nhiệm vụ và trước khi anh Văn lên đường ra mặt trận. Bác nói trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Kế hoạch chiến dịch đã được triển khai, nhưng riêng ông thì chưa thể yên tâm, bởi vì bộ đội ta chưa quen tác chiến hợp đồng binh chủng quy mô lớn 3 ngày. Địch lại có ưu thế về không quân, pháo binh và xe tăng, liệu có cách nào khắc phục? Sau 11 ngày cân nhắc, ông đã hạ được một quyết tâm táo bạo có liên quan đến thành bại của trận quyết chiến chiến lược. Sáng ngày 26 tháng Giêng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm việc với trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc Lý Quốc Thanh, sau đó họp đảng ủy mặt trận để đề nghị thay đổi phương châm chiến dịch từ đánh nhanh thắng nhanh chuyển sang phương châm đánh chắc chiến chắc. Hai cái tin cuối cùng mà làm tôi quyết định là một cái tin tôi nói chuyện với Lê Trọng Tấn là ở cái hướng Hiến Lam này, thì Lê Trọng Tấn nói là nhiệm vụ của tôi là phải đột phá cho đến Mường Thanh. Trong lúc mà 308 là nhiệm vụ nặng nhất thì là thọc vào tim gan của địch đấy. Đó. Thì mình theo là mình phía tay thọc vào. Thế là thế là mình nói là tôi quyết tâm làm nhiệm vụ. Nhưng mà làm cái nhiệm vụ này thì tôi phải là liên tục đột phá ba cái tuyến mới đến phía trong được. Một cái tính thứ hai mà để nói dân chủ trong bộ đội ta, về nói là cái dũng cảm kiên trì chân lý là anh Kiệt ở bên phía Tây Bắc đó. Thì anh Kiệt anh mới telephone cho tôi này, anh Văn, tôi ở đơn vị pháo đây, pháo triển khai bằng công sự dã chiến ở giữa cánh đồng ban ngày thì bom đạn của địch thì chắc chắn là không có trụ được, bị chưa chắc. Đề nghị anh nhắc lại, anh cân nhắc. Chỉ có Kiệt mà dám nói cái câu đó, mà nói rất phản. Thì tôi cũng nói như thế, là quyết tâm tiêu diệt Tân Đình vẫn giữ như cô. Nhưng mà tình hình thay đổi, bây giờ phải thay đổi. Mày lại rút pháo ra vị trí tập kết, là địa điểm. 5 giờ chiều này bắt đầu. T
triệt để chấp hành, không giải thích. Thì tôi thấy anh Vương Thừa Vũ nghe thì chỉ thấy là rõ, không biết là cái gì nhưng nói rõ. Nhưng mà nét mặt thì càng lúc càng nghiêm lại. Thế thì lúc độ 3 giờ rưỡi chiều thì nhận được một cái điện của đồng chí đại đoàn trưởng đồng chí Vương Thừa Vũ, là lệnh của đồng chí Văn tổng tư lệnh và là chỉ huy chiến dịch là dừng và không tiếp tục đánh trong đêm này nữa. Tôi lúc bây giờ thì tinh thần của tác chiến cũng biết thế, là kéo vào thì xem không ổn rồi. Cũng đề nghị với anh chị là ý kiến đó là đúng. Anh Văn viết thư hỏa tốc gửi bác và Bộ Chính trị báo cáo về việc thay đổi phương châm. Mấy hôm sau, anh Văn nhận được thư của anh Trường Chinh báo rằng bác và Bộ Chính trị cho rằng quyết định thay đổi phương châm là hoàn toàn đúng đắn. Đồng thời với mệnh lệnh lui quân và kéo pháo ra, ông ra lệnh cho đại đoàn 308 xuất quân thần tốc sang Thượng Lào nhằm đánh lạc hướng và thu hút địch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị bạn chuẩn bị chiến dịch theo phương châm mới. Vượt qua bom đạn địch, các đoàn tiếp tế vận chuyển trên sông và trên bộ, các đơn vị bộ đội và dân công dồn dập tiến lên quả tuyến. Các đơn vị công binh bạc núi mở đường để xe cơ giới kéo pháo vào trận địa. Mở đầu bằng chiến thắng Him Lam, quân đội ta lần lượt tiêu diệt các cứ điểm ngoại vi, xây dựng trận địa, siết chặt dòng dây tập đoàn cứ điểm, đẩy quân địch vào tình thế ngày càng nguy khốn. Trong tiếng pháo các loại của ta nã dồn dập, các chiến sĩ Điện Biên dương cao cờ quyết chiến quyết thắng và hát vang bài quốc tế ca ở vị trí xuất phát. Hồi ký của tướng Suno, tư lệnh của không quân Pháp thời đó, viết chua chát: đối phương đã chọn ngày 13, con số kiên kỵ, rủi ro của người Pháp để nổ súng đánh Him Lam, đã làm cho binh lính hoang mang, suy sụp tinh thần, dẫn đến thất bại. Với đại tướng Võ Nguyên Giáp, người tổng chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ, nhạy cảm, sâu sắc, nắm bắt thời cơ, biết ta biết địch, trăm trận trăm thắng. Sau 55 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, giành giật từng trận địa, từng ngọn đồi, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta mở cuộc tổng công kích vào Mường Thanh, buộc tướng Đờ Cát và gần 10.000 quân địch đầu hàng. Các chiến trường khu 4, khu 5, Tây Nguyên, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng Nam Bộ đồng loạt mở những cuộc tiến công, hạn chế sự chi viện của quân Pháp cho chiến trường Tây Bắc, tạo thuận lợi cho quân ta đánh thắng Điện Biên Phủ. Thiếu tướng Peter MacDonald nhận xét: so với những trận dây hãm khác trên thế giới, thì trận Điện Biên Phủ không có thứ hạng gì, nhưng điểm làm cho nó nổi tiếng chính là ở cách đánh, cũng như kết cục và những hệ quả mà nó dẫn đến. Tất cả những điều đó đã làm cho Điện Biên Phủ trở thành một trong những trận đánh quyết định của mọi thời đại và đưa tên tuổi Võ Nguyên Giáp vào sử sách. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Điện Biên Phủ là cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới dâng cao lên đến thắng lợi hoàn toàn. Trước tiên là tôi chưa về nhà, tôi đến thăm Bác Hồ. Thì Bác Hồ câu đầu tiên bạn nói là rất mừng các chú ở Điện Biên Phủ thắng lợi to đây, nhưng mà ta phải còn đánh Mỹ. Sao mà tôi mới nghe nói là cái đêm mà thì là cái đêm mà tinh về thì là ở trên Việt Bắc là hoa thì bạn thì thắng to quá, nó mừng rỡ như thế là đúng, nhưng mà làm gì mà thầy làm thế con thầy đánh Mỹ. Đây là tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế. Thì cho nên là cái thắng lợi Điện Biên Phủ cũng là cái thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh.